Ngày 4 tháng 5, tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh đã tổ chức truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí Chu Quang Sáng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ. Tại lễ truy tặng, thủ ủy quyền của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Văn Minh, bí thư tỉnh đoàn đã trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho gia đình đại úy Chu Quang Sáng. Như đã đưa tin, vào ngày 17 tháng 4, trong quá trình truy đuổi một chiếc xe ô tô do đối tượng Huỳnh Văn Dũng có tiền sử bệnh tâm thần điều khiển chạy quá tốc độ, gây nguy hiểm cho người đi đường, đại úy Chu Quang Sáng, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bị đối tượng cố tình gây va chạm, khiến chiếc xe mô tô ngã xuống đường. Đồng chí Chu Quang Sáng bị thương nặng và đã hy sinh. Để ghi nhận hành động dũng cảm quên mình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đồng chí đại úy Chu Quang Sáng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi tờ trình Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị xét truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với đồng chí.